mọi chú đến kênh Nhung Lấn Vlog nghe mọi chú. Này con với Tám với Vinh ra ngoài đồng mà nước quá trời bơm vô rồi, giờ con người Tám có mấy con cá lóc kiến giờ đem lên đây nướng ăn nha mọi chú. Làm như đó. Này có em lùng bé tí teo. Trời ơi. Em ơi chú. Quá xài luôn. Thôi để bự ra. Để chứ xài nè mà sao giờ tính ăn mà sao nó chua lè. Nè lùng cắp cái xài này lùng. Cho xe mượn lùng muối đi Vinh. Đi đâu? Đây. Nè. Đâu luôn kia ăn rồi Tám. Đúng rồi. Mình đánh nhiều nhiều á. Miếng nữa. Này ra đây làm gì mà Tám? Đi ngày qua mò được hai cái lâu kiến còn cũng chậm chậm rồi. Chắc này buồn quá thì rủ với lại chị Lan cũng đi mò bờ, để ăn. Bây giờ đi ra đây ăn, ăn cá, nướng cá ăn. Thôi giờ mình ghi view đi. Giờ mời ông bà cô chú anh chị ăn miếng cá. Hai cá lại nó bắt hơi thôi nghĩ ăn. Chú á. À, chú à. Thôi bữa hổm ăn không sướng, ăn chưa dữ vậy. Ăn bự chuối á. Chua, chua bà. Hồn cháy không nè, không có lên mấy bữa rồi mà cháy ghê hồn. Ôi hứa có xài thử kìa trời. Ủa mấy ngày có không lên một cái cháy nào mấy cành cành của chú ở trong này nè. Đợi chứ Tám, lên đỡ thì Tám. Ừ. Tám đợi chứ. Cơm cho đủ luôn. Rồi nhúng lửa đi Nhung. Để hai cái này trước đi. Còn lông gì không? Để cho em làm cho anh. Vừa. Ồ, ồ. Siêu to. Rộng. Rộng không ăn bữa nay nó ốm này Nhung. Bữa đó bắt trong cái hầm được cá bự quá. Chắc cá này cá thì có chín, còn chín còn nó ấm quá. Rầu bì rầu. Đang cháy phùng phùng. Lên lửa lên lửa lên. Mẹ không đớp xích ra mà Tám. Nói về cái xài vậy. Ngon lành thôi đó. Cái bự đi cái Nhung, Nhung lấy cái bự ra Nhung. Đây. Để dành xìu cái. Nóng quá chứ kìa. Cháy nấu quá. Như là chưa đủ chứ đủ rồi đó. À để ngày mai đi đi vòng vòng lên chảnh rồi lại coi coi có trứng vịt đẻ không. Mày ơi nguyên cái bè dịch thằng đó là người cô chú. Lụm dịch đẻ. Có ông chủ đó thì lụm sao ông chữ. Lại ông lụm đi thì mình lụm được. Lại ông lụm. Lại ông lụm mình hộp nó báo. Ông quất hộp mà là đang no luôn. Giờ qua trên sông. Nặng chanh lên Nhung. Nặng chanh vô chén muối gì Tám. Ừ. Ăn mấy cá chín nè. Dạ cái chanh để vô nha mọi chú. Trời ơi chanh đâu nước ghê trời. Rất hụt luôn.
Hai một trái được hết 18. Ừ. Nuốt quá nhiều rồi. Chấm thử muối. Trời cái này mát à. Mày ngưng lụng cái này đang cắm bình minh rồi bà ta. Ngộn nóng tướng. Nóng hoàng hôn. Nóng tướng nghe mấy nghèo vậy. Cho hết lửa đó chín cá. Xài đâu mà nó ngọt. Chúng chứ xài, tôi dạy chứ xài, xài cốc mặt già luôn, cốc lão luôn. Đã tài lên tới nóc rồi. Ai kêu mày bơm nước cái Vinh? Vinh ơi, thủy lợi bơm đủ rồi. Ếch nó kêu kìa. Quậy cho nó tan mọi chú. Tí cá rồi đấy, thích thích. Ăn hết miếng miếng xài này đẳng với cá ăn được rồi, dính rồi. Thôi giờ đi. Đi, đi thôi mọi chú ơi. Mẹ chơi mô cao hiê bà ta. Giờ không có về, không có gì đựng, mình có để vừa. Lấy cái bọc mình để cái đỡ cá đi chứ giờ không có cái này. Cái này là bà Tám. Này bà Tám quàng xuống đi nguyên phá chặt cho. À bằng cái nhánh nhỏ à. Nào buông lên ra đi. Chặt cái chân độc này tí xíu à. Đây được rồi. Cái này được á. Ừ. Rồi đi. Thì đặng vớt cá đi nhưng mà. Đi thôi. Cái đủ cây này vô đây hả ta? Rồi kìa. Khét hết rồi. Không mà vậy mới ngon. Ừ, dứt vào ngoài nhưng ra đi. Nóng quá. À, còn con nữa. Rồi hai người khiêng nắng nữa. Đập đi, đập đi. Đập ra đem cả lửa đi. Một cây ba, một cây ba dặn lưng cái đó nè. Rồi khẽ chưa khẽ rồi đi. Lựng nha. Dắp giò nha. Ồ nó thơm. Thơm dừa gì. Mày ngồi cái này ăn chịu hoàng hôn xuống rồi mày đó. Nhất gần luôn. Chị ơi, vô đây mà con cá này nó ngon. Ôi, trứng kìa. Lạ. Thôi giờ mình mời cô chú anh chị ăn. Hai bà nghĩ ra nghe, tao mời cô chú anh chị ăn với tao thôi nha. Sao tám tấm quá. Ăn cái đồ gì. Ăn nghe đi. Này không cho con lụm ăn buồn rồi đó. Ngồi đợi đó. Đợi con. Con tao ngoan lắm, ngồi đó đợi thôi. Nóng quá, đợi con dính. Nóng
nóng không thể nào ăn được. Mày ngủ cái trứng kìa. Cái trứng nó hơi ấy rồi Tám ơi. Nhưng mà được rồi đó. Được rồi. Trứng nó hơi bể. Bộ bà chú ăn miếng cá đầu ký nướng nè. Ăn rồi Tám. Ngon. Mẹ ngon dân tép mẹ nhiều chú. Thôi để ăn trứng. À, ăn miếng đi. Thôi nè, mời chú anh chị miếng trứng ra. Mời chú anh chị miếng trứng ra, nó ngon. Anh đi Vinh. Anh đi vòng ngoài quá trời. Trời ơi, chú anh chị lên cái nó mắm ngon. Chú muối chứ quên nó lộn nha mắm. Trời ơi. Nghe ăn khác ngoài trời miếng luôn chú. Mẹ ngồi ăn mà nghe nhóc nhan nó kêu nữa bà Tám. Đúng bài luôn. Lần hôm xuống rồi. Cá này thịt quá, thịt chứ. Vừa nhắc xuống vừa nấu ăn nóng. Cá này quá ngon của chú anh chị đâu, nướng lên xuống ăn liền, thịt nó dẻ đó. Chà như đây mình thơm mình cắn cái đã miệng ra. Rồi chú anh chị ăn miếng cá này nãy giờ không mời. Không có mời ăn cá nãy giờ ăn trứng. Có vẻ mà đây ăn sột luôn đó. Nó béo. Đặng. Nhãn là cái mặt đó, bể mặt. Nóng. Nóng hả? Mình cạp nha. Dạ. Cạp miếng gì mấy anh em mới đã. Ngon, ngủ xương. Ôi, ôi, nước chấm này nó ngon nhất cái nách. Nước chấm thần thánh. Ôi, ôi, trứng nó nè, chú anh chị ơi. Ôi, ôi, ôi. Cái trứng gà đầu ký của mình ăn cái gắn sờ gì bột gì đó, cái gắn trứng rùa nè, tôi ăn trứng rùa nhé. Trang vui nè. Trang nướng gì đưa cho miệng gì nè. Lâu lắm rồi không ăn cá đầu kiến, bữa hôm qua mình mới mò được con cá đầu kiến bự, mình tính hòa thêm nữa bữa nay mò nữa mà nước bơm quá bơm thôi, có hai con ăn luôn. Hôm nay bơm không có cá hả? Hôm nay bơm không có đâu cá. Hôm nay cho mấy cá vui quá, cái đầu béo rồi. Vinh nè, Vinh nè, tới một chuyện rồi. Nhưng ăn miếng trứng này không đó là hết không gì à. Siêu gớt rồi. Ngon. Trời ơi, cái trứng nó béo, con cá này không có trứng đâu chú. Ăn ướt da đi. Cả mình biết
bữa nay mình tính định là bữa nay là lên mò mớ nữa là cho nhiều nhiều ăn của chú ơi, bữa phải biết gì mua. Ủa mà rồi thấm gầy để dồn dồn ăn được rồi. Ăn hai con không đã gì chưa. Cái đầu lúng béo luôn. Cái đầu béo quá. Béo quá quá béo luôn nhìn nè. Thôi về vô mai tối rồi. Thấy giờ con rồi tám với Vinh cũng ăn xong nha ông bảo chú. Giờ trời cũng tối rồi, em xin kết thúc video tại đây nha mọi chú. Nếu mọi chú thương con với bà tám với Vinh với chị em lớn thì nhớ đăng ký like, bấm chuông để được nhận video mới nha mọi chú. Giờ con bà tám với Vinh xin về nha mọi chú. Bye bye mọi chú. Bye. Đợt. Yeah.